Thưa quý vị và các bạn, trường hợp du khách người Đà Nẵng tới du lịch Sapa trong dịp nghỉ lễ vừa qua được xác định mắc COVID-19 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hiện công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly tập trung và xét nghiệm các đối tượng có tiếp xúc với bệnh nhân này đang được tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền thị xã Sapa triển khai quyết liệt, bài bản. Để giúp quý vị và các bạn có những cái thông tin chính thống cụ thể, qua đó đồng hành cùng với tỉnh trong công tác phòng chống dịch, chúng tôi đã kết nối trực tuyến phỏng vấn ông Vương Chính Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa. Vâng, thưa ông Vương Chính Quốc, những ngày nghỉ lễ vừa qua thì Sapa đón đông du khách đến du lịch. Và theo thông tin cập nhật từ CDC thành phố Hà Nội, thì có một du khách thường trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng đến du lịch Sapa được xác định là dương tính với SARS-CoV-2. Ông có thể thông tin thêm về trường hợp này và các điểm mà bệnh nhân đã đến khi du lịch tại Sapa? Ngay sau khi nhận được thông tin từ CDC Hà Nội, thì chúng tôi đã ngay từ đầu giờ sáng đã họp khẩn cái ban chỉ đạo phòng chống COVID của thị xã. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ thêm với này cái công dân này cũng như là người bạn đi cùng công dân này để xác định thêm những cái điểm mà công dân này đã di chuyển và lưu trú ở tại Sapa ngoài những cái điểm mà CDC Hà Nội đã thông báo. Thì qua cái nắm thông tin đến thời điểm này thì cái lịch trình của công dân di chuyển tại Sapa cũng khá phức tạp. Vâng, vậy hiện công tác phòng chống dịch, truy vết, cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân DTMH đang được thị xã Sapa thực hiện ra sao, thưa ông? Ngay sau khi họp xong ban chỉ đạo của thị xã để triển khai các công việc, thì thị xã chúng ta làm việc với đoàn công tác của Sở Y tế cũng như là báo cáo ban chỉ đạo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Và hiện nay thì ngoài những biện pháp là truy vết thần tốc, xác định F1, F2 thì chúng tôi cũng đã cho xin ý kiến và đã phong tỏa và cách ly tại chỗ cái khách sạn Pao mà nơi cái bệnh nhân này đã lưu trú trong thời gian ở Sapa, cũng như là kích hoạt đề nghị tỉnh cho trưng dụng cái trung tâm điều dưỡng người có công tại Sapa để cách ly tập trung. Thế và cũng trao đổi với công ty cáp treo để thực hiện cách ly tại chỗ đối với những nhân viên của cáp treo là F1. Hiện nay theo báo cáo nhanh của các phường thì đã xác định được hơn 100 cái ca F1. Thế và chúng tôi đã kích hoạt cái cấp độ về phòng chống dịch nên là cấp độ 2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá dày, vậy ông có khuyến cáo gì đối với người dân để tránh hoang mang nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn? Thị xã sẽ có cái thông báo bằng văn bản để tất cả các cái phường xã, và tôi sẽ công khai những thông tin để cho người dân nắm được và cũng để người dân sẽ bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền cũng như là các cái cơ quan lực lượng phòng chống dịch để chúng ta thực hiện các cái biện pháp phòng chống. Vâng, xin được cảm ơn ông.